Cảng hàng không quốc tế là cửa ngõ giao thương, nơi kết nối mạng lưới giao thông vận tải trên toàn thế giới. Đó là điều vô cùng cần thiết cho kinh doanh toàn cầu và du lịch, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Có sân bay di chuyển sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn, con người kết nối lại gần nhau hơn. Từ đó, giao lưu văn hóa, trải nghiệm du lịch địa phương trở nên dễ dàng. Chính vì thế mới nói, gần sân bay là gần cả thế giới. Khi sân bay quốc tế Long Thành được hình thành, thì bộ mặt khu vực sẽ thay đổi nhanh chóng. Việc kết nối giao thương kéo theo sự phát triển về hạ tầng, làm cho nền kinh tế của khu vực tăng trưởng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, mạng lưới hàng không quốc tế đa dạng của sân bay sẽ thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra sự phát triển vượt bậc, toàn diện về kinh tế, thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đặc biệt là nhu cầu đầu tư bất động sản. Để đón đầu xu thế đầu tư, các đại gia địa ốc luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản ở những khu vực gần hình thành sân bay. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là tâm điểm thu hút giới đầu tư tại thời điểm hiện tại. Cơ hội đầu tư bất động sản sân bay Long Thành.